Kinh khủng. Đây mạch cứng là như này là không có chuyện mà chuyển làn. Việt Nam đi chán làn này thôi, bọn tôi đi sang làn kia nó đẹp. Việt Nam đúng mỗi một làn duy nhất. Cái này camera ra. Tài Bắc này mình chỉ một làn duy nhất thôi. 80 cây đấy, nó có quy định tốc độ cả. Để lép. Dài nhất. Lời quay xong phải đọc lời bình trên đây là đâu ở chỗ nào? Việt Nam biết nào? Việt Nam biết thế nào dùng nhỉ? Bao giờ mới được như này nhỉ? Việt Nam đã sắp được rồi, bình tĩnh đi. Khi chúng mình lên làm lãnh đạo 20 năm nữa. Không phải, phải là 50% dân số Việt Nam đi du lịch sang đây chẳng hạn. Ôi giời, chết đùa. Nó còn đi, nó còn hơn 50%. Phải lãnh đạo đi. 50%. 40 triệu người. Không, không, 50 triệu. Có cái thống kê nhá, phải nếu mà trong các bộ ngành như các bộ như không các bộ phải 100% là những người làm chính sách, mình đừng nói nông thân, những người làm chính sách là đều đi du lịch ngoài. Nhưng mà lại thằng Liêm nó bảo hơn, nó đi nhiều nước. Nhưng vấn đề nó không thể, nó không làm nữa. Đấy, nó luôn luôn gắn cái lợi ích cá nhân vào đấy rồi. Đây như ví dụ như đơn cử như cái tắc giao thông, cái thằng đi nước ngoài và thằng bên kia nó nhìn thấy công nhận là ngày lẻ đi biển lẻ, ngày chặn đi biển chặn nó phải áp dụng. Nó cũng xin đề án nhưng mà không ổn. Việt Nam đấy ông ấy. À thì đất nước không phải đất nước phát